Sau hàng nhiệt đầu địa chào các bác nhé. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2020. Em bỏ ra nắn lại một cái xíu với vỏ của con máy rửa bát TL7 các bác nhé. Một tí tị lên con này rất là đẹp luôn. Chỉ một tí nhưng mà thôi cứ nắn lại cho các bác tí cho nó được mỹ mãn. Được. Bỏ ra bên trong con máy còn như mới tinh các bác nhé. Này các bác nhìn thấy chưa? Tất cả trắng sáng như mới tinh đây, màu vàng là mỡ vẫn còn này. Đây. Nguyên bản 100% luôn, không con nào động chạm sửa chữa gì. Đây cho các bác nhìn. Đây là cái bơm của nó các bác này, đấy bơm vẫn còn bụi này, Panasonic này. Đấy, made in China. Bơm Panasonic này. Đây là cái bơm của các bác nhá. Đấy. Yeah, bên trong mới tinh các bác ạ. Các bác nhìn từng chi tiết góc cạnh đây. Rồi tay sắt này vẫn sáng choáng này. Trắng choang này. Trắng luôn. Đấy, một con máy rất là đẹp. TL7 đấy các bác nhé, Panasonic TL7. Đây các bác nhìn thấy chưa? Tất cả các cái máy này nói chung là con nào nó cũng đều đẹp cả. Thỉnh thoảng con nào bỏ nắn mà nhớ nhớ thì lại quay cho các bác xem. Chứ các bác mua hoàn toàn yên tâm, không phải nghĩ ngợi gì về cái vấn đề là chất lượng cả. Đẹp. Đây là bảng mặt điều khiển nó này. TL7. Đây các bác nhìn kìa, mới tinh. Rất ít sử dụng luôn. Đây, con này bên trong cũng rất là mới nha. Các bạn nhìn này, bên trong cực sạch luôn. Từ dây may so đến cái khác đến này. Này dây may so các bạn nhìn này, trắng choang. Chung là không kém gì những cái con TL8, TL9 hàng lướt ngày hôm qua cả. Con này là xếp vào một trong những con rất là đẹp. Đây ạ. Chung là hoàn hảo. Đây, hoàn hảo các bạn nhé. Mặt nguyên bản rất là đẹp. Đây là phần tôn của nó có một tí xíu móp này. Nắn lại cho các bác tí cho nó hoàn hảo, vì con máy nó đẹp quá trên mình nắn lại tí. Đây, bên trên nó rất là đẹp nhé, có tí bụi nữa. Đây là cảm biến này. Đây. Trên là các bác mua đồ máy rửa bát Nhật hay các bác cái đồ Nhật gì, nó thật các bác yên tâm, toàn không phải suy nghĩ gì. Con này em bán là 8,2 triệu các bác nhé. Giá rất là rẻ so với các bác tham khảo giá anh em bán ở trên trên mạng rất là rẻ luôn. TL8 hàng lướt rất là đẹp, TL7 hàng lướt rất là đẹp, giá 8,2 triệu, không có đổi nguồn, không bao ship các nhá. Em ở huyện Đông Anh, Hà Nội, bác nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ nha. Cảm ơn các bác.